Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, hơn 100 nghệ sĩ đã thỏa sức sáng tạo bằng những bức vẽ sống động phủ kín 2.000 mét vuông tường bê tông tại khu vực Rugabi ở Pristina. Khi bạn nhìn thấy bê tông, nó tạo ấn tượng rằng thành phố vẫn đang được xây dựng. Điều này có vẻ không mỹ quan lắm đối với những người nước ngoài và khách du lịch. Khi các nghệ sĩ nhìn thấy những địa điểm này, họ thì nói rằng đây là nơi tốt nhất để vẽ, bởi vì có rất nhiều không gian. Đây là mục tiêu của chúng tôi. Tôi nghĩ sẽ rất tích cực nếu họ cho phép nhiều bức tranh tường nghệ thuật công cộng hơn. Tôi nghĩ với 80% dân số trẻ ở Pristina, chắc hẳn là họ đều muốn xem những bức vẽ sáng tạo đó. Chứng kiến nhiều bức tường cũ được tân trang lại một cách nghệ thuật, nhiều người dân địa phương đã hưởng ứng tích cực việc làm này và cho rằng thành phố Pristina nên cho phép vẽ nhiều bức tranh tường nghệ thuật hơn ở các không gian công cộng khác.